xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người đã quay lại kênh VN Gobi mình nha. Thì hôm nay mình sẽ ra mình cập nhật lại cái góc nuôi cá mình đó. Bữa giờ cái kênh của mình cũng mắc tương tác luôn, nó đăng lên thì cũng ít rất là người xem luôn đó. Mọi người xem hay thì nhớ chia sẻ và like để có lượt tăng tương tác ủng hộ mình nha. Đó, thì hôm nay mình sẽ lên cái những combo cá màu giá rẻ bên mình luôn. Đây rồng tím nha các bạn, đó rồng tím bên mình size rất đẹp luôn. Đó, rồng tím mô sắc combo 3 cặp là 120 nha các bạn. Combo 3 cặp rồng tím mô sắc là 120 nha. Đây mái này, mái vây đuôi rất là to luôn. Đó, có nhiều con lên vây đuôi hắc muôn luôn nha các bạn. Còn dư trống thì nó sẽ vun bầy tôm cho các bạn luôn. Đó, thì combo 3 cặp rồng tím là giá là 120 nha. Đây mái này, mái rất to rất lanh luôn. Bên đây 7 mái tơ nha. Đó, đây lên 7 đây. Đó, 120.000 3 combo 3 cặp. Combo tiếp theo, đây là combo blue tạc xăng nha các bạn. Đây blue tạc xăng, đó combo 3 cặp là 90k nha các bạn. Combo 3 cặp là 90k nha. Đó. Này. Nói chung là con trống nó lên lên đầu màu xanh rất đẹp luôn, combo 3 cặp 90k. Rồi combo 3 cặp blue tạc xăng là 90k nha, mái size rất là to luôn nha anh em, nó cối luôn. Blue tạc xăng nha. Đây con mái này. Rồi, combo tiếp theo. Rồi, rồng xanh Indo nha, rồng xanh Indo combo của mình là 3 cặp là 100k nha các bạn. Đây các bạn thấy con trống không? Đó, trống nhìn rất đẹp luôn. Đó, trống rồng xanh Indo nha. Combo 3 cặp rồng xanh Indo là 100k nha. Đây mái này, trống mái. Đó, combo 3 cặp rồng xanh Indo là 90k nha. Đó, cái vợt thì vợt rất là khó luôn. Đó, cặp trống nha. Rồi combo 3 cặp rồng xanh Indo là có giá là 100k. Trống mái. Trống mái rất là lanh luôn. Đây. Một cặp nha. Đó, một cặp là 100k nha, 3 cặp nha. 100k 3 cặp nha anh em. Rồi combo tiếp theo. Đây mình lấy cái rổ. Rồi cái nhỏ á, có con đá. Rồi. Đây là full gold nha. Đó. Rồi combo 3 cặp là 70.000 nha các bạn. Combo 3 cặp full gold gen. Đó mái nó lên tay nha các bạn, là thấy lên tay vàng hết nha. Đó combo 3 cặp full gold gen là 70.000 nha các bạn. Đó combo 3 cặp full gold gen là 70k. Đó anh em mua về thả thủy sinh thì khỏi bàn luôn. Đó full gold của mình là toàn bộ là mái nó lên tay nha các bạn thấy không? Mái nó lên tay luôn nha, full vẫy cho anh em luôn nha. Đây, hàng rất đẹp luôn, hàng rất đẹp luôn. Combo 3 cặp là 70k nha. Rồi combo tiếp theo HB Lu. Rồi HB Lu thì combo 3 cặp là 90k luôn nha bạn. Combo 3 cặp HB Lu. HB Lu 90k 3 cặp. Combo 3 cặp HB Lu 90k nha. Rồi rồng đỏ nha, combo 3 cặp cũng 70.000 luôn nha. Combo 3 cặp rồng đỏ tia 70k luôn. Rồi đây là full gold ribbon nha. Đây full gold ribbon. Full gold ribbon combo 3 cặp là giá là 120 nha. Đó mái nó lên full tay cho anh em luôn. Combo 3 cặp đó, giá 120 nha. Size này size 2 tháng rưỡi nha anh em. Đó mái còn size rất là tơ luôn. Rồi combo 3 cặp full gold ribbon tay bươi bướm nha. Đó, các bạn thấy không? Đó, nói chung là nó toàn full lên vẫy hết nha. Đây combo 3 cặp full gold ribbon tai bướm bướm luôn. Đó, 120 nha, 120 3 cặp nha. Rồi combo Rồi combo HB Red, đó, combo 3 cặp là 80k nha các bạn. Combo 3 cặp HB Red là 80k. 3 cặp 80k nha, HB Red. Đó, đỏ nhìn rất đẹp luôn.
Rồi full red, đó full red thì combo 3 cặp cũng là 80k nha các bạn. Đó full red combo 3 cặp là 80k nha, 3 cặp 80k. Combo 3 cặp full red 80k nha anh em. Rồi hàng Dumbo nha, Dumbo. Dumbo tai bơi to. Rồi combo 3 cặp blue Dumbo Retail. Đó, Dumbo Retail tai bơi to xanh đậm chuẩn nha. Combo 3 cặp là giá 100k nha anh em. Đó, 3 cặp Dumbo Retail tai bơi to luôn là giá 100k nha. Đó, 3 cặp. Bên đây. Đó, 2 hồ Dumbo luôn. Đó, Dumbo. Rồi combo 3 cặp coi đen sọt nha. Combo coi đen sọt 3 cặp là 80k nha các bạn. Đó coi đen sọt nha, heo nước. Đó nhìn rất đẹp luôn anh em, về thả vi sinh. Đó làm giống dùng nó ok nha. Rồi combo 3 cặp coi đen sọt đó. Giá là 80k nha. Rồi thôi, và video mình cũng xin kết thúc tại đây. Các bạn mua thì cứ liên hệ bên góc màn hình, Zalo và số điện thoại mình để bên góc màn hình nha. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong các video tới.